Sau đây thì mời các bác xem qua thiết bị ngày hôm nay. Đầu tiên là một đôi loa DMX VX10 bát 25 và dưới là một đôi loa DMX VX10 bát 30, VX12 bát 30. Đấy. Hôm nay chủ lấy hai đôi. Đấy. Hai đôi loa và cùng một chiếc súp Eric bát 50. Rất là đẹp, thiết kế cái chỗ đoạn này để rất là vừa đấy. Tủ đúng gần đến mép bên thành cửa bên này, rất là đẹp. Đấy, cùng với đấy là một combo bộ dàn này, một chiếc lăng tiếng V900 Bluetooth và một chiếc mic nhà chủ có sẵn DK Pro. Thì hôm nay bên cửa em đến lắp tiếp là một chiếc vang số DB Acoustic D500P. Đấy. Và một chiếc quản lý nguồn chủ có sẵn rồi và một chiếc đẩy PS LA9004. Chiếc đời này thì chú lấy cách đây khoảng độ 2-3 tháng rồi. Chú trước chú dùng vang cơ thì hôm nay đến nâng cấp cho chú và đổi loa cho chú. Đấy. Và sau đây thì mời các bác thưởng thức âm thanh khi em đã căn chỉnh xong cho chú nhé. Đường hành gọn nhẹ ấm